gì? Lụm bao rác này hả? Trời. Ừ, về rồi thì lụm. Quăng bao rác lần vậy đó. Bởi vì mình gọi là nó. Bởi vì không biết là ai hết. Bởi vì người mà sống thiếu ý thức chỉ có trẻ em mà tư duy chứ chưa chín chắn. Mấy em nhỏ thì gọi là nó là đúng không? Thì ai xả rác bừa bãi mình gọi là nó. Cái gì đây? Hồ Rinh à. Má ơi, tại em bé nữa đó con. Mày kêu tao lụm hay quá Ti Ti. Tu quá cà. Đó. Hủy ba cái này riết sợ lấy vợ luôn. Không bao giờ sợ sợ người nữ luôn. Sợ con nít nữa. Riết rồi, hủy tại em bé riết mà bệnh luôn. Ác cảm luôn với cái em bé luôn, với trẻ em luôn vậy. Thúi gì đâu luôn á. Thúi lắm, ói luôn. Ác vậy. Tại em bé không quăng trên bờ đâu. Ra nguyên bao cước xuống sông vậy mà coi được. Làm người làm ai làm thế. Người mà ốc của con vật tệ hơn. Nói chịu thua chịu thua. Chịu tao bình tĩnh lại. Thôi lắm. Nhưng mà lòng tôi biết. Tôi biết cái khỉ. Oh man, nó thúi. Nó thúi lắm. Mai mà có khả năng đến thở 5 phút mà lo nói chuyện. Hơi vô một cái em rụng rề tay chân luôn. Vào đây nó đứng từ xa mà nó còn bốc mùi là tại. Rồi em bắt đầu nín thở 5 phút. Em giải quyết bao rác đó. Đem đi đốt. Mọi người thấy cây cực của em không? Đăng ký kênh YouTube Ti Un giùm em. Đừng có đăng ký mấy kênh khác nha. Nó đăng ký kênh khác đăng ký. Nhưng mà kênh đó mấy kênh khác em không có tiền. Làm số các bạn nào đâu quý vị. Em hơi mấy cái này em bệnh lắm rồi. Người ta tốt với em lắm. Cứt đá người ta quăng xuống sông cho em bơi hoài em mà. Em vẫn chấp nhận mà.